bạn thân mến, sau một ngày làm việc và vận động, chắc chắn cơ thể của chúng ta cần bổ sung thêm năng lượng rất nhiều. Tuy nhiên, chúng ta không thể nạp vào cơ thể một lượng carbohydrate hay còn gọi là chất đường bột. Và đặc biệt, đó là các loại nước tăng lực cực kỳ cấm kỵ đối với các bạn gái của chúng ta nếu như các bạn muốn xinh đẹp như Minh Phương và Bích Nghi. Vì vậy mà từ khóa ở đây đó chính là protein. Và ngày hôm nay Bích Nghi và Minh Phương đã cùng nhau làm một bài tập tìm ra những món ăn vặt để giúp kéo cột năng lượng chúng ta trở về vị trí ban đầu nhưng vẫn giữ nguyên được cột cân nặng. Rồi, bài tập của Bích Nghi đâu? Thôi Minh Phương trước đi. Thôi, đưa Phương kiểm tra trước. Đây là bài tập của Bích Nghi nè. Đó chính là hạnh nhân. Hạnh nhân không chứa carbohydrate, lại chứa nhiều protein, giúp chúng ta bổ sung năng lượng trong một khoảng thời gian rất là dài, cải thiện trí nhớ và giảm stress rất là hiệu quả đó Minh Phương. Đây cũng là món khoái khẩu của Minh Phương đó. Thấy thế nào? Rất là thích cái vị của hạnh nhân. Bùi bùi nè, béo béo. Coi kìa, coi kìa. Minh Phương ăn được ăn hoài luôn á nha. Ngon mà. Minh Phương nên nhớ, mặc dù hạnh nhân rất là tốt, nhưng chúng ta không nên ăn quá 100g hạnh nhân trong khẩu phần ăn mỗi ngày. Bởi vì như vậy chúng ta sẽ bị dư thừa lượng vitamin E. Bỏ lại. Món ăn tiếp theo của Minh Phương cũng là một loại hạt. À, cái này có phải là đậu nành rang không Minh Phương? Chính xác, đậu nành rang á có rất là nhiều estrogen thực vật phong phú. Và ăn đậu nành rang giúp cho chúng ta giảm được các cholesterol xấu ở trong máu rồi đó. Món này ăn vui miệng ghê á. Nghi, ăn nhiều vô. Chắc chắn rồi. Bích Nghi thích món này á. Nữa đi. Nữa hả? Ăn nhiều vô. Ăn nhiều vô để một á là Nghi không ăn được những món tiếp theo, còn hai á là sẽ gây ra những tiếng nổ nho nhỏ. Ghê quá, trả Minh Phương nào. Ăn quá nhiều sẽ gây cho chúng ta cảm giác đầy hơi và khó chịu. Tiếp theo đó chính là món trứng luộc. À, cái món này á thì nhà nào cũng có và người nào cũng có thể ăn được. Lại rất là dễ làm rồi đúng không? Và mỗi quả trứng luộc như thế này thì chứa 6g protein. Nhưng mà Bích Nghi biết không, người lớn chúng ta chỉ nên ăn từ 3 đến 4 trái trong một tuần mà thôi. Trứng gà ta đó nha. Tên 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 tên. Và đây là món ăn thần thánh, rong biển. Ở trong rong biển á, hàm lượng calorie cực kỳ thấp. Mà bên cạnh đó, rong biển còn có rất là nhiều vitamin K nè, sắt và những dưỡng chất cần thiết. Đúng là thần thánh không? Quá thần thánh luôn. Lẹ vậy? Ăn lẹ hơn Vương nữa. Mà lấy luôn miếng thứ hai. Món tiếp theo mà Bích Nghi muốn giới thiệu đến Minh Phương đó là món cá ngừ. Cá ngừ. Vào giữa ngày thì Minh Phương có thể dùng một lát bánh quy giòn như thế này và cho một ít cá ngừ lên trên. Món này á vừa giúp Minh Phương chống đói nè, vừa bổ sung một lượng protein cho cơ thể nữa. Ồ, cá ngừ mà ăn với bánh quy hả? Lạ quá, Phương phải thử mới được. Mời Minh Phương. Ngon. Nãy giờ chúng ta đã ăn nhiều rồi, bây giờ Minh Phương sẽ giới thiệu một loại thức uống. Cacao đúng. Cho Bích Nghi một ly. Cacao thơm ha, lại dễ uống nữa, Phương phục hồi cơ nè, tăng chiều cao nè, uống nhiều nhiều vô nha. Ngon quá. À, mà nhắc mới nhớ, trong cacao còn có chất theobromine và caffeine. Chính vì thế mà những ai muốn giảm cân, uống cái này đi, sẽ cảm giác là không có thèm ăn nữa. Nhưng mà Minh Phương phải lưu ý một điều đó chính là chúng ta khi mà pha cacao á thì không nên cho quá nhiều đường và sữa. Bởi vì làm như vậy á sẽ gây biến đổi một số chất rất là có lợi trong cacao. Như vậy là ngày hôm nay chúng ta đã đưa ra được rất là nhiều món ăn tốt cho sức khỏe nè. Vậy thì bây giờ Bích Nghi bình chọn xem món ăn nào Nghi thích nhất. Đó chính là rong biển. Còn Phương, Phương thích nhất là món nào nè? Đó là hạnh nhân. Biết ngay. Hạnh nhân chỉ hợp với những mỹ nhân như Phương mà thôi.